còn được gọi là lễ Thiên Chúa Giáng sinh. Từ tiếng Pháp Noel nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đây là một ngày lễ kỷ niệm ngày Chúa Giêsu sinh ra đời của phần lớn người theo đạo Thiên Chúa. Tuy nhiên, qua thời gian, lễ Giáng sinh đã trở thành một ngày lễ quốc tế và được biết đến nhiều hơn. Với cây thông và ông già Noel, một số nước ăn mừng ngày này vào 25 tháng 12, một số nước lại vào tối ngày 24 tháng 12. Theo lịch Do Thái thì thời điểm bắt đầu ngày mới hoàng hôn chứ không phải lúc nửa đêm. Bởi vậy, dù lễ Giáng sinh được cử hành chính vào ngày 25 tháng 12, nhưng người ta thường chúc mừng tối ngày 24 tháng 12.